chào mọi người nha. Bây giờ Quỳnh lâu lắm rồi chưa qua Cambridge Bridge này. Bây giờ quay lại coi cho mọi người thấy. Đây là gọi là Vancouver Downtown. Vaccine cho hết rồi. Ngày 12 tháng 2 Wow.
Yeah.
mình ngồi mình thấy cái bà con Rồi xem này chạy thôi chạy ra ở hiền men street như này đang ở đường men